Hello, xin chào tất cả các bạn. Đây là tiệm bánh ăn nhanh của Mỹ In-N-Out. Hôm nay có dịp mình đi Costco, nơi đây thì cũng gần cái tiệm bánh này, cho nên mình vô mình quay cho các bạn xem. Tiệm bánh này ở Mỹ thì có một số tiểu bang có và một số tiểu bang không nha các bạn. Ở Việt Nam thì mình nghĩ chắc cũng chưa có. Có một số bạn yêu cầu mình quay để cho các bạn xem cái tiệm bánh này như thế nào. Sẵn dịp đây thì mình đi cái chợ Costco, mình ghé vô đây để quay cho các bạn xem cái tiệm bánh In-N-Out nó ra sao nha các bạn. Trước tiên mình vô thì mình phải order. Đây là cái chỗ order bánh đó các bạn. Bên đây thì nó có đủ thứ mình muốn order cái tùy theo loại nha các bạn. Từ 3 đồng, 5 đồng cho đến 8, 9 đồng một cái bánh cũng có. Tại vì mình thường thì mình hay vô đây mình ăn combo các bạn. Combo có nghĩa là nó có đầy đủ hết. Và trong cái bánh thì nó có hai miếng thịt luôn nha các bạn. Rồi sau khi mình order xong thì nó cho mình một cái ly. Cái ly này thì cái quầy nước này mình có đủ loại nước các bạn. Thí dụ như là xá xị hay là nước chanh hay là 7-Up, Coca gì đó. Tùy mình nha các bạn. Mình thích cái loại nào thì mình lấy loại đó. Uống thì không có giới hạn nha các bạn. Ở Mỹ người ta uống thì không có giới hạn nước. Các bạn muốn uống bao nhiêu uống tùy nha các bạn. Rồi trong khi mình chờ đợi thì mình cứ uống nước này đó. Rồi mình đợi người ta kêu cái số thứ tự. Rồi mình đợi mình lấy bánh nha các bạn. Đây là những cái bàn mình chờ đợi. Còn đây đó là cái đặc biệt cái chỗ ăn này các bạn, cái tiệm bánh này đó là người ta cái nhà bếp nằm ở ngoài trước, cho khách người ta thấy là cái nhà bếp sạch sẽ đó các bạn. Thường những cái tiệm bánh khác thì cái nhà bếp nó không có nằm ở ngoài trước như vậy. Cái tiệm bánh này chứng minh là cái nhà bếp nó sạch sẽ cho nên làm trước để cho khách hàng người ta nhìn vô người ta thấy là cái nhà bếp này nó sạch sẽ nha các bạn. Đặc biệt ở đây là cái đồ ăn nó rất là tươi nha các bạn. Thường mấy chỗ khác những cái tiệm bánh thì đồ cái thịt của nó là nó đông lạnh, còn ở đây là cái thịt tươi không có đông lạnh nha các bạn. Tiệm bánh này so ra thì mắc hơn những tiệm bánh khác chút đỉnh, nhưng mà nó ăn rất là ngon nha các bạn. Đó, người ta chứng minh các bạn biết là cái nhà bếp của người ta là sạch sẽ như vậy đó, chứ không có dơ, cho nên người ta làm vào trước để cho khách hàng người ta nhìn vô người ta thấy. Còn đây là cái nơi mình lấy cái ketchup. Ketchup là cái loại cà chua đó các bạn. Đó, nó cho có cái hộp giấy cho mình lấy. Rồi cái bịch đen đen này là tiêu. Còn cái bịch đỏ đỏ đó là muối đó các bạn. Rồi trong khi mình lấy đồ sẵn bây giờ người ta kêu cái số. Kêu cái số thì mình lỡ mình lấy bánh đó các bạn. Mình lấy mình đem ra bàn mình ăn. Bây giờ mình ở đây nó có cái loại cái nước chấm đặc biệt nha các bạn, nhưng nó không có bỏ ra hoài như hồi nãy. Mình tới đây mình phải xin nha các bạn. Mình xin thì nó mới đưa cho mình những cái loại nước chấm này. Có một số người người ta biết người ta xin, có một số người không biết nha các bạn. Đây là loại ớt, ớt là ớt ngâm chua nè các bạn. Cái đây là cái nước chấm mình phải xin nha các bạn. Cái này là In-N-Out sauce các bạn, cái nước chấm của cái tên của cái tiệm đó các bạn. Đó, cái bịch đen đen á là bịch muối. Cái đen đen là bịch tiêu các bạn, bịch đỏ đỏ là bịch muối. Đây là cái bánh các bạn có thấy hai miếng thịt các bạn. Cái nguyên cái combo này, nguyên cái này á, nước rồi khoai tây rồi bánh rồi này kia đó, tất cả là 8 đồng mấy đó các bạn. Đó, cái nước chót này đó mình phải bỏ vô cái nó nhiều các bạn, mình phải đổ cái khoai tây ra. Mình bỏ lên đó các bạn. Đó, cái này bên ngoài của In-N-Out. Sau khi mình ăn xong rồi các bạn, mình đi ra sẵn trên đây trên đường về á, mình quay cho các bạn xem cái phía ngoài của tiệm bánh In-N-Out này luôn nha các bạn. Có một số người á, người ta thích người ta vô trong ngồi ăn. Còn những người không thích á, thì có thể người ta order ở ngoài các bạn. Người ta đậu xe ở ngoài đó, người ta order về nhà hoặc là người ta ăn trên xe đó các bạn. Đây để mình chạy về cái dòng ra phía sau cái chỗ mà người ta order đó các bạn. Order ở phía ngoài đó. Đó các bạn thấy người ta get line, người ta xếp hàng đó các bạn.
xếp hàng để mà người ta order bánh. Cũng nhanh lắm các bạn, không có lâu. Sau khi tới đó người ta order, giờ cái chạy lên dặm ấy tiếp, người ta trả tiền xong xuôi rồi chạy lên một cái cửa thứ ba nữa đó, là người ta đưa đồ ăn ra thôi các bạn. Còn trước mặt đó là cái Costco đó các bạn, hồi nãy mình đi dưới cái chợ đó. Rồi sẵn đây mình quay cho các bạn xem, giống như là có một số bạn yêu cầu mình quay cái bánh In-N-Out này các bạn. Có những tiểu bang cũng không có cái cửa hàng bánh này nha. Bây giờ sẵn trên đường mình về, mình quay cái view quay của 635 thuộc bang Texas cho các bạn thấy về ban đêm nha các bạn. Đây là con đường bắt đầu mình bắt ra đường nha các bạn, bắt ra đường để mình đi ra cái freeway. Lúc nãy mình vô cái tiệm bánh đó là mình cũng tối rồi các bạn, cho nên nó không có đông lắm. Chứ thường khi mình tới đó đó, đúng ngay cái giờ ăn các bạn, rất là đông nha. Nhiều khi không có bàn luôn các bạn. Thường thường Mỹ bên đây nó không có nấu ăn như Việt Nam mình. Đa số là tới giờ ăn nó đi ra ngoài order ăn uống ở ngoài không các bạn. Cái nhà bếp của nó ít có nấu lắm các bạn. Rồi đây là cái đường bắt đầu mình chuẩn bị bắt exit đi ra ngoài để quay cho các bạn thấy cái xa lộ 635 của bang Texas này nha các bạn. Thường từ ở đây mình về nhà mình nếu mà đi vào cái giờ cao điểm thường dễ bị kẹt xe các bạn. Nhưng mà giờ này thì tối rồi. Giờ này cũng 8 giờ mấy rồi các bạn. 8 giờ mấy thì xe nó cũng vắng bớt rồi, nó không đông như lúc 7 8 giờ, 6 7 giờ các bạn. Nếu mà khoảng cái giờ mà khoảng 6 7 giờ đó, 5 giờ đến 7 giờ đó, cái giờ đó xe rất là đông nha các bạn. Đây là cái freeway 635 đó các bạn, của thuộc tiểu bang Texas. Rồi video của mình tới đây tạm dừng, hẹn lại video khác nha các bạn. Chào tạm biệt các bạn, hẹn lại video sau. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.